Theo đó, trưa ngày 14 tháng 10 năm 2019, các trinh thám phòng cảnh sát hình sự phát hiện một đối tượng ngờ vực hướng dẫn xe máy di chuyển trên tuyến đường Trần Duy Hương Hoàng Minh Giám, đến khu vực gầm cầu dược Trần Duy Hương Hoàng Minh Giám, đối tượng bất thần hát sát, giật lát tốt thiết bị cầm tay của một thiếu phụ rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, các trinh thám đã bắt giữ đối tượng, thu giữ lát tốt iPhone 8 bớt vừa bị chiếm đoạt danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Đình Trung 1990, trú tại xóm Đào Nguyên, An Thượng, Hoài Đức, chung khai nhận đã thực hiện chính vụ cướp giật khác. Mở bác ngát điều tra, phòng cảnh sát hình sự đã tạm giữ Nguyễn Long Hưởng 1980, trú tại xóm 3, Song Phương, Hoài Đức, để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác tội trạng mà có. Tiếp tục đến 16 giờ cùng ngày, tổ công tác phòng cảnh sát hình sự bắt quả tang một đối tượng cướp giật ba lô của người thiếu phụ đi đường tại khu vực chân cầu dĩnh Tuy Long Biên, thu giữ ba lô có khoảng 4,5 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. Đối tượng khai tên là Lê Mạnh Cường, 1971, trú tại 10 giờ năm, số Đông Nguyễn Công Trứ, phố Huế, Hai Bà Trưng, ngoài vụ việc trên, tường khai nhận gây ra chín vụ cướp giật khác. Công an Hà Nội báo ai là nạn nhân của các vụ cướp giật trên đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội số 7 Thiền Quang, hai bà Trưng để được hỗ trợ